số cầu bị giảm, chất lượng đàn ông bị giảm, số lượng đàn ông bị giảm. Nhưng sang đầu mùa hè thu đông xuân này, thu đông này thì nguồn hoa bắt đầu phát triển, đàn ông lại phát triển. Thì các biện pháp kỹ thuật như sau. Thứ nhất là phải phục hồi đàn ông sau vụ khai thác chính bằng cách là điều chỉnh toàn bộ đàn ông, kiểm tra toàn bộ, điều chỉnh toàn bộ đàn ông cho nó đồng đều. Thứ hai, tiếp tục cho ăn để cho đàn ông no đủ. Thứ ba, chuyển đàn ông đến những nguồn cây có mật, có phấn để phục hồi. Thế vụ đông xuân là thu đông này thì có mấy nguồn mật chính là hoa bạc hà, hoa cỏ lào, hoa táo và một số hoa khác ở trên rừng. Thì nắm từ đặc điểm này thì bà con tùy từng nơi mà có điều kiện thì chuyển đến những nơi có mật để thu hoạch mật. Những nơi không có điều kiện mật thì chuyển ông đến nguồn hoa phấn để ta nhân giống. Cái điều thứ hai, kiểm tra thứ hai là tích cực bồi dưỡng đàn ông để cho nâng thế đàn ông lên đồng đều, để sang tháng 10 ta tập trung vào nhân giống. Thì mùa này là từ 15 tháng 9 cho đến 15 tháng 12. 3 tháng này hết sức quan trọng. Nó là cái mùa nhân giống chính trong một năm. Để sang vụ xuân hè ta chỉ việc khai thác chứ không để ý đến việc là nhân giống nữa. Thế thì muốn có năng suất cao thì hay không thì ta phải có đàn ong từ bây giờ. Còn sang vụ khai thác ta chỉ việc khai thác chứ không nhân giống nữa. Mà bây giờ ta chỉ nhân giống bổ sung trong kế hoạch mà ta cần bổ sung. Cái thứ hai là nếu nguồn mật nhiều ta ngân nhân bổ sung. Thế cho nên cái thứ ba là tích cực bồi dưỡng đàn ong, cho đàn ong ăn thật đầy đủ. Thứ tư, xây dựng đàn chủ công xây tầng. Không thể thiếu được các biện pháp kỹ thuật. Không được cho xây tràn lan. Ta bỏ ra 15-20% số đàn để thật mạnh, để ta làm đàn chủ công xây tầng. Thế đàn chủ công là thế nào? Là tập trung những đàn có nhiều ong non. Ong thợ non từ tuổi 12 đến tuổi 18 là tuổi tiết sáp xây tầng mạnh nhất. Thế thì ta tập trung những đàn, xây dựng cái đàn như vậy bằng cách ta nhập cầu nhộng vào những cái đàn mà ta định xây dựng. Hoặc là nhập ong non từ những nhiều đàn cho vào một đàn. Thì cách cái nhập ong non thì tôi đã giới thiệu rất nhiều rồi, nhưng hôm nay nói sơ qua. Tức là lấy ong non từ đàn này nhập vào một đàn bằng cách là ta dơ cầu ong lên, ta thổi nhẹ, những con ong già bay đi, còn những ong non ở lại ta rũ lại vào những cồng ta thu ong, thì sau ta dồn lại thành một đàn. Ong non không có khả năng, tuyến nọc chưa phát triển cho nên không có khả năng đánh nhau, cho nên ta thu ong non để tập trung thành vào một số đàn chủ công xây tầng. Thế ta tích cực cho xây tầng ở những đàn chủ công chứ không cho xây tràn lan, vừa là tốn đường, vừa là tốn công, vừa là tốn thần chân, năng suất lao động. Thế cho xây tầng chân ở những cái đàn chủ công ấy thì nó chỉ có một đêm hoặc một ngày là xong. Thế chủ đàn chủ công là khởi công, xây dựng 40-50% xong, ta rút lại cho những đàn khác xây tiếp. Còn ta lại cho cái tầng chân vào cái đàn chủ công xây tầng, mới kịp số tầng để ta nhân giống trong vụ này. Vì thường ta nhân gấp đôi hoặc hơn gấp đôi. Nếu không xây từng kịp thời thì không đủ số cầu ta nhân giống, không đạt cái số đàn trong kế hoạch chúng ta định làm, và không đủ số đàn để cho vụ hè xuân hè ta khai thác. Cho nên hết sức quan trọng trong việc xây dựng đàn chủ công xây tầng. Xây dựng đàn chủ công xây tầng xong, đàn ông ổn định từ 3-4 cầu đến 5 cầu, bấy giờ ta lại tiếp tục bồi dưỡng đàn ấm bố, đàn bố và đàn mẹ để ta nhân giống. Thế đàn bồi dục đàn ông bố thì tôi đã nói nhiều rồi, thì hôm nay chỉ nói thêm ở cái phần này thôi. Phải chọn đàn ông tốt ở những đàn chủ công xây tầng, cũng có nhiều đàn nó đông ong, nó thiếu chỗ đẻ, nó lực lượng lao động dư thừa,
lực lượng thức ăn dư thừa nó cũng bồi dục ông được để tạo thành chia đàn tự nhiên, thì đấy cái lực lượng ông được ấy là lực lượng rất tốt. Cho nên là đấy là bồi dưỡng đàn ông bố. Thế còn đàn mẹ là cũng ta cũng phải chọn từ những đàn ở đàn chủ công xây tầng này, ở những đàn một là có năng suất cao, hai không có bệnh tật, ba là ổn định, bốn là duy trì đàn lớn, không hạn chế bốc bay, hạn chế chia đàn tự nhiên. Những đặc điểm tốt đấy, kể cả năng suất cao nữa, kể cả những đặc điểm tốt đấy ta làm đàn mẹ. Còn đàn nuôi dưỡng không thể thiếu được. Cái đàn nuôi dưỡng là đàn khi ta di trùng, lấy ấu trùng từ đàn mẹ, di trùng xong đưa vào đàn nuôi dưỡng. Đàn nuôi dưỡng ấy là đàn để nuôi những mũ chúa tạo thành con ông chúa sau này cho ta có chất lượng. Thế tạo ông chúa tôi đã nói riêng một mục rồi, là tạo chúa nhân đàn rồi, nhưng cũng nhắc đi nhắc lại là không quá 20 mũ chúa trên một cầu chúa trong một đàn nuôi dưỡng mới đảm bảo chất lượng. Vì mỗi một con ông chúa, ấu trùng ông chúa trong quá trình ăn 23 gram thức ăn, 23 mg thức ăn một ngày một đêm, phải được mớm từ 1.300 lần, 1.200 lần, 1.300 lần mớm thức ăn. Nếu không đảm bảo được thì chất lượng chúa không đảm bảo, hoặc là chất lượng kém đi. Cho nên hết sức chú ý cái phần đàn nuôi dưỡng. Đàn nuôi dưỡng là hết sức cẩn thận. Và dù có chọn đàn bố đến đâu, tốt đến đâu, đàn mẹ tốt đến đâu, như nuôi dưỡng kém thì chất lượng con ông chúa cũng kém. Vì buồng trứng được hình thành vì chất lượng chúa, tất cả những hệ thống ống trứng được hình thành, hệ cơ quan sinh dục được hình thành ngay từ giai đoạn ấu trùng. Cho nên không chú ý phần này thì con chúa sẽ không đảm bảo được những phần đấy. Cho nên là chúng ta nói ra thì rất là quan trọng, nhưng những điều mà bà con đã làm, nhưng chỉ có làm chưa đến nơi đến chốn thôi. Thế chúng ta hoàn toàn phải chú ý cái phần này, đặc biệt là tiêu diệt hết những ong đực già còn lại từ các vụ trước. Một là ong đực già, ong đực còn lại ăn tiêu tốn này, không có giới hạn đàn nên mang sâu bệnh từ đàn này sang đàn khác này, và nó ăn hại. Nhưng đặc biệt nữa là chất lượng ăn uống ong đực ấy không đảm bảo để trong quá trình giao phối. Nhưng chúng ta cũng không ngại rằng là khi đàn bố ta đã tạo ra được rồi thì ong đực nó đúng tuổi xuân, nó khỏe, ong chúa không phải ra cái là giao phối ngay, mà nó bay rất nhiều vòng trên không trung. Con đực ong đực nào khỏe nhất nó mới được giao phối với ong chúa, và nó giao phối từ 5, 10, 15 con ong đực chứ không phải là một con ong đực. Khi nào túi chữa tinh thật đầy rồi thì nó mới kết thúc giao phối. Cho nên là phần này chúng ta phải hết sức coi trọng. Phần nữa là chia đàn đợt một. Khi đã tạo được ong chúa rồi thì ta chia đàn đợt một. Chia đàn đợt một là từ những đàn 5 cầu, 4 cầu, thậm chí kể cả những đàn 3 cầu. Đàn 4 cầu chia đôi, đàn 5 cầu chia đôi, đàn 3 cầu và thời tiết tốt cũng chia đôi, chia 3 cầu thì chia nhiều đàn lấy một đàn, có nghĩa là 2 đàn 6 cầu thì ta lấy mỗi đàn chia thành 3, chia thành 2 đàn, mỗi đàn 3 cầu, 2 cầu. Đàn này 3 cầu, đàn này 3 cầu thì lấy mỗi đàn 1 cầu nhập thành một đàn mới, giới thiệu chúng mới vào. Đấy là xong đấy rồi ta lại bồi dưỡng đàn ong và nâng cầu lên để chia đàn đợt 2. Tiếp tục và đến khi nào kết thúc chia đàn không được quá 20 tháng 11. Chậm lắm là thời tiết tốt lắm mới được quá đến 30 tháng 11 là ta phải kết thúc chia đàn để vào vụ xuân, để duy trì nâng thế đàn lên ở bình quân ít nhất phải 2 cầu đến 3 cầu trở lên thì mới qua đông an toàn. Không đợt rét đậm rét hại, đàn ong không đảm bảo chất lượng sẽ bị sa sút đàn ong, mà ảnh hưởng đến cái số lượng đàn ong chúng ta đã cố định.
để vào vụ xuân khai thác. Cho nên là điều thứ tư nữa là hết sức chú ý là chống rét cho đàn ông. Chống rét đàn ông, vụ này là vụ chưa rét đậm rét hại bằng cái tháng 1. Tháng 1 và tháng rét nhất trong năm, như tháng 12 đã có những đợt rét đậm, thì ta cũng phần lưu ý đến phần chống rét cho đàn ông chu đáo. Phần thứ ba, chống đàn hanh khô. Ngay đầu vụ đông xuân, thu đông là hanh khô rất nhiều. Chia đàn xong có khi gặp những đàn đợt rất là đắng hanh thì ta phải chú ý. Chua tơ mới chia ra gặp đợt hanh khô, thức ăn thiếu, dễ bị bốc bay. Chúa bị giao phối cũng bốc bay dây chuyền. Cho nên hết sức lưu ý cái phần là điều chỉnh thế đàn ông, đừng để bốc bay khi Chúa đang chưa giao phối. Điều chỉnh thế đàn, không để cái đàn chua tơ bị thiếu ấu trùng, thiếu nhộng. Cho nên là cái này hết sức quan trọng. Cho nên ta chia được đàn nào là ăn chắc đàn đấy, chứ không phải chia đàn rồi sau lại nhập vào, chia ra rồi lại nhập vào như chơi, thì rất tốn công và rất tốn nhân lực. Tất cả chia xong, nhân giống xong đàn này rồi thì ta tập trung ổn định đàn ông, điều chỉnh thế đàn ông, điều chỉnh phòng bệnh là cũng là quan trọng. Đừng để đàn ông rét quá, chết ấu trùng cũng sinh bệnh thối ấu trùng. Đừng để hanh khô quá cũng chết ấu trùng. Đừng để ta kiểm tra lâu quá, hanh khô ngoài cũng chết ấu trùng. Thì thân cường tật dược, khi đã bị bệnh thối ấu trùng rồi thì đàn ông nó sa sút rất lớn, ảnh hưởng đến cái chất số lượng và chất lượng đàn ông của chúng ta. Cho nên là đàn ông, quản lý đàn ông vụ thu đông này hết sức quan trọng. Nó là vụ nhân, nó là cái vụ thu hoạch thứ hai lớn nhất, lớn thứ hai của người nuôi ong sau thời gian than khai thác sản phẩm. Là bây giờ ta là khai thác về đàn giống. Thế thì bà con hết sức lưu ý về đàn ong. Mà nếu đàn ong đợt này có đảm bảo được hay không thì vụ, tức là vụ xuân hè ta mới khai thác được sản phẩm tốt được. Nếu không thì không có gì để mà khai thác. Hết ý kiến.